Lua khẩm không không các bạn, tại vì xe cuốc và đang chở cô bé các bạn, cô bé không gửi xe cuốc nè, đang đi trong cái sông hẹp các bạn, chuẩn bị chui qua cái cầu, trời ơi cái gì vậy, chuẩn bị chui qua cái cầu các bạn. Oh, my God.
miếng cơm nha các bạn. À, cái này chúng mình là thấy rồi trời. Trời ơi, ngủ luôn đó. Quá à, các bạn ơi. Ôi, tiếp tục hôm nay mình đi trên cái phà sông Cái Lớn nữa ha các bạn. Phà ở đây là phà Thầy Quơn các bạn. Quá gió luôn. Đây chiếc phà tải máy cắt đi đi xuống miệt thứ cắt lúa nè các bạn ơi, chạy đồng nè ha. Rồi Kubota DC70 Blue ha. Và mới qua là cơ sở Mỹ Đình. Hết hồn. Rồi phía sau điện chiếc nè các bạn. Tài xế ngồi trên luôn kìa.
bên đây nữa nè các bạn ơi. Wow, và tải máy cắt quá trời luôn. DC 70. Chào chiếc máy kéo cả. Rồi tàu tải Tiền Giang ha, TG 9147 9TS. Rồi cái ống khói nó chảy nè các bạn ơi, rồi lâu ngày nè nó xịt khói nó dính vô cái lồng cu luôn rồi nè ha. Đây đen thui luôn, tải của Minh Dũng ha. Rồi tải này ngang 4,5 m, dài 16,7 m đâu lại nha. Cabin một tầng ha. Đây là hai chiếc phà đang chạy máy cắt nè các bạn. Hết hồn.